Liên quan đến vụ thảm án ở Đan Phượng, nạn nhân sống sót duy nhất là chị Đỗ Thị Hồng Nhung, con dâu gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, tinh thần chị Nhung vẫn hoảng loạn khi nhắc lại giây phút xảy ra thảm kịch. Theo lời chị Nhung, sáng ngày 1 tháng 9, tranh thủ con gái đang ngủ, chị vào nhà tắm để giặt quần áo. Khi ra ngoài phơi quần áo, chị Nhung nhìn thấy Nguyễn Văn Đông, 53 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, cầm dao trên tay nên chạy vào bế con chị nhung chạy vào buồng khóa cửa lại lấy điện thoại gọi cho bố đẻ được một đến hai phút sau đông lấy dao đập cửa kính rồi thò tay vào bên trong mở chốt trong nhà có hai cửa chị nhung nhìn thấy đông mở được một cửa liền mở cửa còn lại ôm con bỏ chạy không may sau đó chị nhung chạy ra đến cổng thì bị ngã lúc đó tôi nằm che cho con thì đông liên tục chém vào người tôi sau đó tôi lịm đi không biết gì nữa khoảnh khắc ấy tôi không bao giờ quên được chị nhung đau đớn kể lại sau đó đông cầm dao đuổi theo anh hiệp con trai ông hải nhưng không đuổi kịp đúng lúc đó bị can thấy ông hải chạy phía sau đã quay lại chém làm ông hải gục tại chỗ thấy bà việt đang nằm gần chỗ chồng đồng tiếp tục đi đến sát hại em dâu đồng tiếp tục đi vào trong sân nhà ông hải gặp chị nguyễn thị bắc là con gái ông hải đông chém chị này chị bắc bị thương bỏ chạy sang khu vườn trống gần đó bị người bác mất nhân tính giết tiếp sau đó đông đi vào nhà dùng chuôi dao đập ô cửa kính buồng thấy chị đỗ thị hồng nhung là con dâu ông hải bế con gái nhỏ hơn một tuổi đã chạy ra đến cổng bị trượt chân đông dùng dao đâm chém chị nhung và cháu bé sau khi gây án đông đi về nhà rồi lại cầm dao quay ra ngõ thấy ông hải chị bắc bà việt đang nằm chờ xe cấp cứu đông tiếp tục đâm chém ba người này sau đó đông quay về nhà và bị công an huyện đan phượng bắt quả tang về hành vi giết người Hậu quả vụ án, ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ, chị Nhung, bé gái 1 tuổi và bà Việt được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 198. Đến 10 giờ cùng ngày, bà Việt bị tử vong. Bé gái được chuyển đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đến 14 giờ cùng ngày cũng đã tử vong. Giới góc độ tâm lý học tội phạm, trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an đánh giá thủ phạm từ những suy nghĩ lệch lạc đã để bản năng dẫn dắt, khiến mất kiểm soát hành vi. Theo chúng ta hiếu, nguyên nhân làm phát sinh ý định phạm tội, thúc đẩy đông ra tay với chính người thân của mình là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố tiêu cực trong môi trường sống với đặc điểm tâm sinh lý của thủ phạm. Từ đó hình thành một con người có nhân cách lệch lạc. Cũng theo chuyên gia Đào Trung Hiếu, ở tuổi 53, ông Đông đã tích lũy kinh nghiệm sống, biết được đúng sai, bị can thừa hiểu hành vi giết người là phạm trọng tội nhưng vẫn gây án. Từ đó có thể thấy một sự bế tắc trong tư duy của thủ phạm. Ngày 7 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh đơn vị vừa khởi tố 43 bị can thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.824 viên đạn, 211 gram ma túy của đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia. Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm 2023 đến nay đã xảy ra 5 vụ các đối tượng sử dụng súng gây ra các vụ cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, phát hiện 9 đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định được đường dây buôn bán vũ khí hoạt động rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng mua bán vũ khí ở nước ngoài, sẵn sàng chống trả và bỏ trốn sang Campuchia, Lào, Trung Quốc. Ban chuyên án xác định đường dây buôn bán vũ khí này do 6 đối tượng chính gồm Vũ Anh Tú, sinh năm 1993 và Vũ Tiến Phát, sinh năm 1992, cùng chú tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Mai Văn Đông, sinh năm 1992, trú tại xã Phước Động, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Lê Cương sinh năm 1998, trú tại ấp Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nguyễn Thanh Tiên sinh năm 1993, trú tại phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Trần Quốc Cường sinh năm 2001, trú tại phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Móc nối với nhau, hình thành đường dây khép kín với mỗi đối tượng phụ trách các khẩu khác nhau, lôi kéo thêm nhiều đối tượng tham gia. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành giữ khẩn cấp, triệu tập khám xét khẩn cấp đối với 45 đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Hậu Giang và Bắc Giang. Trong số các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây này còn có 11 đối tượng có tiền án tiền sự và nhiều đối tượng có hành vi mua bán sử dụng ma túy, đối tượng hình sự cộng cán, có những đối tượng có đến 10 tiền án. Quá trình điều tra mở rộng, ngoài việc thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.824 viên đạn. Phòng cảnh sát hình sự còn thu giữ 211,11 gram ma túy, hai quả lưu đạn từ các đối tượng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 43 bị can về các tội danh chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Phạm Đức Bình, sinh năm 1970, tức Bình Kiểm, là đối tượng giang hồ cộng cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, Bình Kiểm là chùm giang hồ khét tiếng, có bản lĩnh lì lợm, côn đồ, sử dụng hàng nóng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn cả nước. Lợi dụng khi còn là quân nhân, Bình nhiều lần mua bán chiếm đoạt vũ khí quân dụng của đơn vị và của các đối tượng khi thi hành công vụ. Sau khi xuất ngũ, Phạm Đức Bình cầm đầu băng nhóm các đối tượng gốc Bắc chuyên bảo kê tranh giành địa bàn, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, mở sòng bạc vũ trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1996, sau khi bị bắt đi lao động cải tạo tại trại Tống Lê Trân, Bình Phước, Bình trốn khỏi nơi giam giữ, tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc đến năm 1998 thì bị bắt theo lệnh truy nã và bị Toán Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 12 tháng tù về tội đánh bạc, trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi ra tù, Bình Kiệm tiếp tục chỉ đạo điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, tranh giành địa bàn chùm giang hồ chỉ đạo điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, tranh giành địa bàn, gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích và bị phạt lao động cải tạo tại Trung tâm Lao động Cải tạo Huy Khiêm, Bình Thuận. Tại đây, Phạm Đức Bình tiếp tục tụ tập, lôi kéo đàn em hình thành băng nhóm, thường xuyên đánh nhau với các băng nhóm, đối tượng khác có mâu thuẫn trong thời gian cải tạo. Ngay sau khi ra trại, Bình Kiểm đánh anh rể thương tích 12%, Trước khi tòa án nhân dân thị xã Móng Cái Quảng Ninh xét xử, Bình bỏ trốn, đến năm 2003 thì bị bắt đi thi hành án 12 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù vào năm 2004, chùm giang hồ bình kiểm mua và tàng trữ một súng AK, năm khẩu súng ngắn, trên 400 viên đạn, hai quả lựu đạn, chỉ đạo đồng bọn lên kế hoạch bắt cóc anh Trầm Trọng Ngân, con trai ông Trầm B, và đòi 10 triệu đô tiền chuộc. Ngày 31 tháng 3 năm 2010, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Phạm Đức Bình 30 năm tù giam về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ngay sau khi Bình kiểm ra tù, trinh sát phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ động nắm, thu thập thông tin, dựng các mối quan hệ của Bình kiểm. Qua đó phát hiện thông tin Bình có biểu hiện rủ dê, lôi kéo, tụ tập đàn em, móc nối với các bạn tù và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm. Bình móc nối với bạn tù là Chu Văn Hoàng Anh, sinh năm 1990 ở Lâm Đồng, sở hữu tiền án về tội giết người. Lại Nam Phương, sinh năm 1990, một tiền án tội giết người năm 2005, cùng tham gia vào băng nhóm. Theo đó, căn cứ vào kết quả công tác xác minh, xét tính cấp bách, đặc biệt nguy hiểm của băng nhóm tội phạm Bình Kiểm, khi chúng đã lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội, tháng 9 năm 2024, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng và các đơn vị thuộc Bộ Công an Lào, đồng loạt phá án tại Việt Nam và Lào. Qua quá trình đấu tranh, triệt phá, điều tra xử lý đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về các hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, không tố giác tội phạm và tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã khởi tố 16 bị can, trong đó khởi tố Phạm Đức Bình, sinh năm 1970 về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Ra tù, Bình Kiểm cùng đồng bọn tìm mua vũ khí với mục đích bắt cóc các ca sĩ, người mẫu nổi tiếng ép họ quan hệ tình dục để quay clip bán cho các web khiêu dâm nhằm kiếm tiền. Các thông tin về chùm giang hồ Bình Kiểm, tức Phạm Đức Bình, sinh năm 1970, quê ở Móng Cái, Quảng Ninh, được Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an nắm từ tháng 4, 2024. Khi đó, Bình Kiểm mới ra tù nhưng có dấu hiệu hoạt động tội phạm trở lại. Trước năm 1991, lợi dụng khi còn là quân nhân tiểu đoàn kiểm soát quân sự thành phố Hồ Chí Minh, Bình nhiều lần mua bán chiếm đoạt vũ khí của đơn vị. Xuất ngũ, đối tượng này cầm đầu băng nhóm gồm các đối tượng gốc Bắc chuyên bảo kê, tranh giành địa bàn, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn, mở sòng bạc vũ trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1996, sau khi bị bắt, đi lao động cải tạo tại trại Tống Lê Trần, Bình Phước, Bình trốn khỏi nơi giam giữ, tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc đến năm 1998 mới bị bắt theo lệnh truy nã và bị toán nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh phạt 12 tháng tù giam về các tội đánh bạc trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi ra tù, Bình tiếp tục chỉ đạo điều hành hoạt động cho vay nặng lãi, tranh giành địa bàn, gây ra nhiều vụ đâm chém nên bị phạt lao động cải tạo tại trung tâm lao động cải tạo Huy Khiêm, Bình Thuận. Tại đây, Bình tiếp tục tụ tập lôi kéo đoàn em hình thành băng nhóm, thường xuyên đánh nhau với các băng nhóm đối tượng khác có mâu thuẫn. Ngay sau khi ra trại, Bình tiếp tục đánh anh rể thương tích tới 12% nhưng bỏ trốn trước khi Toán Nhân dân thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xét xử. Năm 2003, đối tượng bị bắt đi thi hành án 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Ra tù năm 2004, Bình tiếp tục mua súng AK, súng ngắn cùng hàng trăm viên đạn, liều đạn rồi lên kế hoạch và tổ chức bắt cóc con trai của đại gia Trầm B nhằm đòi 10 triệu USD tiền chuộc. Do vậy, năm 2010, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phạt Bình 30 năm tù về các tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Thời điểm 2024, khi Bình Kiểm ra tù, trinh sát phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã chủ động nắm, thu thập thông tin, dựng mối quan hệ của đối tượng và phát hiện người này có biểu hiện rủ dê, lôi kéo tụ tập đàn em, móc nối với các bạn tù và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm. Bình bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch góp tiền mua vũ khí và tổ chức sự kiện mời một số người mẫu ca sĩ nổi tiếng tham gia. Sau đó sẽ bắt cóc, sử dụng vũ khí đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip chuyển cho đồng bọn tại mỹ để phát tán lên các trang website khiêu dâm nhằm kiếm tiền căn cứ vào kết quả công tác xác minh cục cảnh sát hình sự đã phối hợp với cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào các đơn vị nghiệp vụ và công an một số tỉnh thành nhằm đồng loạt phá án tại việt nam và lào tại việt nam cảnh sát đã khởi tố vụ án về các hành vi chế tạo mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc và đánh bạc không tố giác tội phạm tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 16 bị can, đứng đầu là Bình Kiểm. Tại Lào, Công an Sở Tại đã bắt giữ khởi tố bị can đối tượng tên Tun, sinh năm 1972, người Lào gốc Việt. Đối tượng hình sự cộng cán có nhiều mối quan hệ phức tạp và liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật tại Lào. Tun bị bắt vì hành vi mua bán vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tàng vật thu giữ trong vụ án là 3 súng AK, 8 khẩu súng ngắn quân dụng các loại, trên 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, năm áo giáp chống đạn, 0,455,7 gram ma túy và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.